Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với sân vận động công viên của những hoàng tử để đón xem trận thi đấu giữa FC Quê gặp FC 123 Zo trong khuôn khổ bảng B vòng thi đấu Cúp Siga lần 1 năm 2022 ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, phía bên trái màn hình nhỏ của các bạn là đội hình ra sân của các thủ FC Quê với trang phục áo trắng đỏ quần xanh. Và phía bên phải của các bạn là FC 123 Zo với trang phục áo đen quần đen. Và các cầu thủ đang bắt tay chào nhau trước trận đấu. Vâng, trận đấu bắt đầu. Vâng, một quyết định sút xa của cầu thủ bên FC Quê nhưng bóng đã đi hết đường biên ngang. Một cú phát bóng lên dành cho các cầu thủ FC 123 Zo. Vâng, một tình huống phạt cố định cho các thủ FC Quê. Vâng, một pha chơi bóng vào phía trong. Và ghi lại là tới tay bóng cho FC Quê. Dựng chung với FC Quê một pha sút phạt thành công của Hữu Đức. Một pha dứt điểm vào góc rất có trị và thủ môn đã chịu bó tay. Vâng, chúng ta đang được xem lại pha quay chậm pha ghi bàn của Hữu Thức. Vâng, cú sút phạt xé tan hàng phòng ngự của cầu thủ FC 123 Zo.
và thủ môn dường như bó tay. 1-0 dành cho SCB. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với sân vận động công viên dành cho những hoàng tử để đón xem hiệp 2 trận đấu giữa FC Quê gặp FC 123 Dô. Và kết thúc hiệp 1 và tỷ số bây giờ đang là 1-0 nghiêng về FC Quê. Vâng, đá biên cho FC 123 Dô. Đây là giải bóng đá SIGA Cup lần 1 năm 2022. Đơn vị tổ chức là Furusato Quán Quê và FC Quê đứng ra tổ chức. Và đơn vị tài trợ chính thức là VFood SIGA. Vâng, rất cảm ơn đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng giải bóng đá SIGA lần 1 năm 2022. Nhân viên dành cho 1-3 giây. Cực kỳ nguy hiểm. Rất bình tĩnh. Và một pha phát bóng giữa sân. Rồi là bóng ném biên vào. Gì thì tháo hết ra nhé. Tất cả các cầu thủ có vũ khí phòng thân gì thì tháo hết ra nhé.
mang bóng cực kỳ nguy hiểm phía trước của Phúc Thành. Mạnh được pha tay người cản phá bóng từ anh ấy. Phát bóng lên cho SCP. SCP cố lên. Không thấy cổ động viên nào gì cả. Vâng, bên pha phân chiến bóng của Công Vinh Minh Công Thành Đồng. Vâng, và vừa rồi thủ môn đã được dùng hơi thái đối với số 5 của SCP. Vâng, vừa rồi trọng tài đã nhắc nhở thủ môn số 1 của Cổ Đại Bà Du. Không thể chúng ta một đội bóng quá chậm nhanh vì anh ái đã rất tinh ý. Vâng, đánh cầu lên dành cho SCP không được như vậy là được cướp bóng rồi. Một pha dứt điểm này chúng ta còn cướp được là một pha dứt điểm của thủ môn một hai ba rồi bóng đã đi ra ngoài. Vâng, và SCP có sự thay đổi người. SCP có sự thay đổi người. Ân ái ra sân và vào sân là không số. Vâng, và thời gian đang chống lại 1-2-3 rô. Thời gian đang chống lại anh em 1-2-3 rô. Anh em 1-2-3 rô càng triển khai bóng lên thì càng dỗ. Nhóm viên dành cho 1-2-3 rồi. Vâng, bóng đã được chuyển khai sang bên phía cánh phải của 1-2-3 rồi. Và bóng đã được cắt để anh bóng rất hay. Nhưng mà Công Vinh tiếp theo được đường truyền. Tiếp tục là một pha chuyển bóng đúng từ phân số. SCP đang thắng 1-0 nha mọi người. SCP tập trung. Tập trung. Anh em đã dùng kỹ thuật rồi. Đừng dùng kỹ thuật. Cố tập trung ta đá nha. Vâng, chuyển lên cho anh. Rất nguy hiểm. Không được rồi. Thủ môn đã ra cản phá và dứt điểm của Công Vinh. Công Vinh đang rất nhiệt tài theo bóng. Vâng, anh Tuấn đã phá bóng đi ra đường biên. Có lẽ thời gian đang chỉ đến bằng giây thôi. Anh em cứ thi đấu nhiệt tình đấy. Và một pha đánh đầu không thành công của số 36. Và phát bóng lên dành cho SCP. Vâng, phát bóng lên. Đường truyền khá dài.
và ý thức đã không bắt kịp được chuyền. Vâng, và đang có hai quả bóng sai và bóng vẫn được tiếp tục. Một đường chuyền lên phía trên, một đường chuyền lên phía trên rất hay. Vâng, dứt điểm không thành công. Hiếu Thức hay lắm, một pha phản công anh dành cho SCB. Hiếu Thức đang đi bóng, một đường cắt ngang không thành công, rất đáng tiếc. Một pha phản phá xuất sắc đến từ thủ môn số 1 Trung Em. Vâng, cổ động viên ơi, cho một trận bóng này dành cho Trung Em này. Một pha phản phá hết sức tuyệt vời. Rồi. Như vậy là bóng đã đi hết đường biên ngang. Ném biên cho SCB. Thời gian chỉ còn tính bằng giây thôi. SCB cố lên. Vâng, như vậy là trận đấu giữa FC Quê gặp FC 123 Zo đã kết thúc. Và tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ FC Quê. Xin chúc mừng anh em FC Quê.